Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài dịch khoa học về cà phê, tính acid. Bài này được dịch bởi tác giả Minh và được đăng trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài dịch. Do bài viết có vài thuật ngữ chuyên ngành về cà phê, nên vài từ mình sẽ giữ nguyên văn tiếng Anh không dịch hoặc là để ngoặc để giải thích. Từ nào không mở ngoặc giải thích là do chưa học chỗ đó. Vị loại này có nhiều nam Việt quất, cranberries, kèm theo một chút chua khá là giống vị họ nhà cam quýt. Và vang đỏ, barista phía trên tôi vừa cất lời ghi chép vào cuốn sổ tay một cách mạnh dạn. Yeah, chắc chắn là vị cam nhẹ. Nhưng có lẽ nó gần giống với quýt hơn. Một barista bên trái tôi chen thêm lời nói vào cuộc hội thoại. Chắc là quýt rồi, chắc chắn là thuộc họ cam quýt. Tôi cất lời tràn đầy lo lắng, tuyệt vọng nhưng lại tỏ vẻ mình như một chuyên gia đam mê với cà phê với những người xung quanh. Thực tế lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, đám quái dị này ở đâu ra vậy trời? Và có vẻ như tôi thiếu một chút gì đó ở đây rồi. Đó chính là lần nếm thử cupping lần đầu tiên vào 7 năm trước của tôi. Giống như bao người khác, có một thời gian để hiểu flavor profile. Mỗi loại cà phê khác nhau sẽ có một dạng hồ sơ riêng về địa điểm trồng, dạng sơ chế, độ cao so với mặt nước biển, sự thể hiện tổng thể về mùi hương, độ chua, ngọt và body. Đại ý như chứng minh nhân dân vậy. Tất cả chúng khi nếm thử đều là cà phê cả mà, chắc chắn sẽ có vị chua nhẹ của người này, còn với người kia thì là chua gắt, nhưng sau cùng thì chúng vẫn là cà phê. Tôi nghĩ sẽ dễ hình dung hơn khi nhớ đến tên từng loại cà phê và flavor profile liên quan đến của chúng. Cách đó loại bỏ đi một chút yếu kém trong người tôi, cũng là cách chém gió cho lần thử nếm kế tiếp. Thực sự tôi hiểu mình đang nói đến thứ gì. Mặc dù theo nghĩa đen tôi chả cảm nhận được gì trong lúc nếm thử cả. Với bước đầu đầy thất vọng, tôi đã quyết định rằng tôi thực sự muốn học được điều gì đó ở lần thử nếm tiếp theo. Tôi mong muốn nhận biết điều thú vị và chân thật như bao nhiêu người nếm xung quanh, có chính kiến riêng thay vì chỉ nói như là một con vẹt. Đó là lý do khi tôi quyết định mài sách nghiên cứu khoa học về các loại thực phẩm và tìm ra những thứ có trong cà phê theo hướng hóa học. Từ đó, tôi quan tâm đến các tính chất đặc biệt của acid, nó sẽ khiến cho chúng ta đầy hứng thú. Sau đây là bài hệ thống lại những gì tôi học, tôi viết về nó theo một cách có ý nghĩa nhất với tôi. Hy vọng mọi người sẽ đọc được một điều gì đó mới mẻ. Acid. Acid là một chất hóa học, đặc trưng nếm của nó là có vị chua. Từ acid trong tiếng Latin có nghĩa là chua. Dung dịch acid có độ pH nhỏ hơn 7, độ pH càng thấp thì tính acid càng cao. Đây là một vật phẩm tự nhiên thường xuất hiện trong các loại thực phẩm, rau củ như là chanh, giấm, sữa chua, đương nhiên là phải có cà phê rồi. Có hàng trăm loại acid khác nhau, từ những loại quen thuộc như acid citric cho đến acid formonocafeolquinic. Nhưng mục đích của bài viết này, tôi sẽ chỉ đề cập đến những loại acid chính làm ảnh hưởng đến vị giác. Acid citric. Giống như cái tên gọi của chúng, citric tức là họ nhà cam. Chúng tồn tại với nồng độ cao cho các loại trái cây họ nhà cam quýt, chiếm gần như 8% trọng lượng khô của các loại trái cây thuộc họ này. Trong tất cả các loại trái cây, chắc chắn có lẽ đây là loại acid mà bạn dễ nhận biết và thường gặp nhất. Acid malic là hương vị thường gặp nhất ở táo xanh. Sau cùng thì nó bắt nguồn từ chữ malum trong tiếng Latin, nghĩa là quả táo. Bạn sẽ tìm thấy nó ở dạng tinh khiết nhất trong cây đại hoàng. Trong thế giới ẩm thực, acid malic thường có ở trong chanh xanh, lam, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi bạn nghĩ nó như là một hương vị trái cây chưa chín. Tức là loại acid này sẽ giảm liều lượng đi khi trái cây chín dần. Vì vậy mà những loại trái cây chưa chín như là nho, kiwi, lý gai, gooseberry đều có acid malic. Acid tartaric thường xuất hiện cho các loại nho do chúng chiếm hàm lượng rất cao, mặc dù đó không phải là nơi bạn tìm thấy loại acid này. Muối của acid tartaric là kali bitartrat. Trong nấu ăn thì có tên là kem tartar, hình thành trong quá trình làm ra rượu vang và thường dùng được để nướng bánh hoặc là dung dịch lau vết bẩn. Nhớ trộn thêm với nước chanh hoặc là giấm trắng. Tính chất nổi bật của acid này là vị chát khi bạn nếm.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nước bọt tiết ra nhiều và để lại hậu vị khô, chát ở trên đầu lưỡi, vì thực chất chúng cũng chính là những thành phần cho những viên kẹo siêu chua. Acid acetic là một loại acid đặc biệt, có đặc trưng là mùi hăng của rượu. Ở nồng độ thấp có một hương vị sắc nét, dễ chịu như là chanh. Nhưng ở nồng độ cao thì mùi và vị của nó như là mùi lên men. Tính sôi nổi từ mùi và vị này khi kết hợp với các loại hương vị khác, đặc biệt là đường, sẽ dẫn đến các loại hương vị có trong rượu hoặc là champagne. Độ pH. Có lẽ bây giờ bạn đã đọc được vài ý tưởng khá là tốt về các loại acid và mùi vị của chúng thì như thế nào. Nhưng những thứ này có liên quan gì đến cà phê có vị cam cơ chứ? Đây là cách dễ hiểu nhất, bạn hãy hiểu tính acid như một khái niệm trừu tượng. Tính acid của cam không phải được hiểu theo nghĩa đen là cà phê có vị giống y hệt như là cam, mà ý nghĩa thực sự chỉ là một vị tiệm cận như là vị cam, hay là cà phê chua như cam. Nếu đột nhiên bạn nghĩ theo cách giải thích này, thì các ghi chú trong việc nếm cà phê bắt đầu có ý nghĩa hơn. Do quả việt quất ít chua hơn chanh nên cà phê có vị chua như việt quất, chắc chắn sẽ ít chua hơn cả cà phê có vị chua như chanh. Đây là một cái biểu đồ được mô hình hóa thô sơ do tôi làm ra để miêu tả các loại trái cây tương ứng với mốc pH, hy vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người. Và hiển nhiên, bạn có thể tìm hiểu một cách tường tận và chuyên sâu hơn tại các biểu đồ về khoa học thực phẩm như là FDA chẳng hạn, mặc dù chúng không xoay quanh cà phê là lắm. Sự kết hợp giữa hương vị và độ pH. Có thể bạn đã nhận thấy rằng mỗi một giá trị hiển thị của cây thì sẽ tương ứng với một độ pH. Mặc dù là như vậy, nhưng khi bạn nếm thì lại hoàn toàn không như trên lý thuyết gì mấy cả. Lấy ví dụ giữa táo xanh và cam thử đi, hãy xem cách mà chúng hoạt động ra sao. Ở trường hợp này, ta sẽ dùng hai loại axit chiếm chủ yếu tương ứng ở bên trong hai loại quả này. Với táo xanh là axit malic, còn với cam thì lại là axit citric. Bắt đầu tưởng tượng như thế này, bạn sẽ dùng một hạt cà phê tại châu Phi rang nhạt. Khi ta đo độ pH, pH tương ứng là số 4. Lúc đó, ta nhìn trên mô hình ở phía trên sẽ thấy nào là táo, đào, mận, thơm, vân vân. Rồi bạn uống ly cà phê này và cảm thấy hậu vị của nó để lại khô và chát ở trên đầu lưỡi. Đó là đặc trưng của tính acid tartaric. Bạn nghĩ nó sẽ mang tính acid của nho hoặc là một vị chua liên quan đến họ trái cây có hạt như là anh đào, mận chẳng hạn. Tiếp theo đó, bạn cảm thấy một loại rượu có tính acid bên trong nó. Từ đó suy ra có sự kết hợp tính acid của nho và hương vị men nồng của acid acetic. Cũng tương tự như vậy, một hương vị của họ nhà cam quýt với độ pH thấp có thể được xác định là tính acid của chanh, trong khi với độ pH cao hơn thì lại gần hơn với cam. Nhiều hương vị acid malic với hàm lượng thấp được hiểu là vị chanh xanh, lam, rồi ngược lại. Với hàm lượng cao hơn thì có thể phân loại vào vị trí của cây đại hoàng, táo xanh, các loại cây thuộc họ nhà nho. Khi hiểu được điều này, việc thử sẽ dễ dàng hơn. Quên vẻ bề ngoài đi, hãy hiểu về bản chất của vấn đề. Cách luyện tập vị giác cho tinh. Hãy luôn luôn thực hành kỹ năng nếm bằng những hương vị lấy từ các mẫu vật khác nhau. Không điều gì giúp bạn hơn thế cả. Bằng việc thử nhiều loại axit khác nhau, vị giác của bạn sẽ trở nên sắc bén. Trong quá khứ, tôi đã mua các mẫu axit tinh khiết pha mỗi loại với một liều lượng 1-2% vào nước cất. Kết quả là khi cảm nhận thực sự rất khác biệt vì không bị ảnh hưởng bởi những hương vị khác như là ngọt hay là đắng. Sau khi đã cảm nhận được sự nguyên vẹn của tính axit mỗi loại, rồi tôi bắt đầu tiến hành thử trên các loại thức ăn, dùng một cái đĩa lớn để đựng trái cây, giấm và rượu, bắt đầu phân tích từng loại acid có trong chúng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!